Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tech One. Bây giờ mà có trong tay 13 củ thì mọi người sẽ mua điện thoại gì? Chắc chắn là có vài cái tên lóe lên trong đầu rồi đúng không? Thế có ai nghĩ đến iPhone 12 Pro Max không nhỉ? Chiếc điện thoại mà đã ra mắt 4 năm rồi nhưng mà vẫn còn khá là giữ giá. Vậy thì ở thời điểm hiện tại, nếu mà bỏ tiền mua em nó thì có phí tiền hay không? Nếu như mọi người còn băn khoăn thì hãy cùng mình xem hết video này nhé. Trước tiên thì mình muốn nhắc lại rằng chương trình khuyến mãi hè nhận quà giá trị gần 4 triệu đồng vẫn đang tiếp tục diễn ra tại Tech One. Các khách hàng mua hàng nhanh tay chớp lấy deal hời này nha. Link chi tiết mình để dưới phần mô tả rồi đó. Trải qua bao nhiêu sự thay đổi của thị trường công nghệ, chiếc 12 Pro Max của chúng ta vẫn tỏ ra đắt hàng vô cùng dù xuống giá khá chậm. Với mình thì em nó ở thời điểm hiện tại vẫn đáng mua ở tầm giá 12 củ. Lý do thì để mình nêu lần lượt nhé. Chiếc iPhone 4 năm tuổi này đã quá quen thuộc với mọi người rồi, vậy nên là mình cũng không muốn nói dài dòng vào từng chi tiết làm gì nữa cả, nên là mình sẽ nêu luôn những điểm nổi bật ở từng yếu tố. Đầu tiên, với thiết kế thì mình đánh giá cao sự sang trọng và trải nghiệm cầm nắm mà em nó mang lại. Chúng ta có 3 mắt, viên kim loại và một mặt lưng nhám với những màu sắc rất sang. Ngoài ra khi cầm, mình cảm nhận rõ máy có độ nặng vừa phải, không quá thô hay là quá nặng như 13, 14 Pro Max và ngay cả con gái cầm cũng thấy ổn. 4 năm rồi mà mình thấy thiết kế này vẫn không hề lỗi mốt chút nào cả và mình cá là vài năm nữa thôi thì nó vẫn cứ là ok. Còn với màn hình, mình nói luôn đây không phải là một tấm nền sở hữu nhiều công nghệ hiện đại như iPhone đời mới, nó chỉ dừng lại ở mức vừa đủ, tròn trịa như ba chiếc iPhone bình thường khác thôi. Điểm cộng của tấm nền này là kích thước lớn 6.7 inch, khá là thuận lợi cho những tác vụ giải trí như là chơi game này hay là xem video. Ngay cả khi chỉnh ảnh rồi là edit video nhanh trên điện thoại thì mình cũng thấy rõ một lợi thế của màn hình rộng so với những chiếc màn chỉ khoảng 5.8 hay là 6.1 inch. Ngoài ra thì các yếu tố cơ bản như là màn hình OLED này, tần số quét 60Hz hay là độ sáng mắt 120 nit thì máy đều được trang bị cả. Thật ra nó chỉ bình thường với những chiếc iPhone Pro Max đời cao thôi, còn so với nhiều dòng tầm trung khác thì em này vẫn có độ tín nhất định đấy. Với camera 12 Pro Max thì mình đánh giá nó vẫn được khoảng 8 đến 8.5 điểm vì tới tận bây giờ nó vẫn đáp ứng được tốt nhu cầu sử dụng của mọi người. Cụm 3 camera cho khả năng đa dụng tốt, cam thường chụp cho ra nước ảnh với độ chi tiết cao và rất sáng sủa ngay cả khi thời tiết không quá đẹp. Khả năng zoom quang học tối đa của ống kính tele là 2.5x, hình ảnh cho ra chất lượng cao ngay cả khi quay video này. Mình thấy các bạn content creator mới tập tành quay chụp này hay là các bạn sinh viên có thể dùng con này quay bài tập vẫn cứ là ok lắm nhá. Ngoài ra ống kính này còn hỗ trợ chụp xóa phông rất tốt, mang em này đi cà phê sống ảo hay là bờ hồ cuối tuần thì vẫn gọi là hết nước chấm nhá. Nhiều tấm ảnh nhá, máy làm quá tốt là mình bất ngờ đấy. Khả năng chụp đêm của em này ở mức ổn. Thật ra là so với dòng iPhone 14 15 thì mình sẽ thấy rõ sự khác biệt, nhưng mà nhìn một cách độc lập thì chất lượng của những tấm ảnh này đều vẫn khá là ổn. Nhìn chung thì đây là một chiếc iPhone cũ mà đến tận bây giờ mình vẫn đánh giá cao khả năng quay chụp của nó. Về hiệu năng thì sao? Mình đánh giá nó em nó ổn định, xử lý nhiệt khá là ok, có thể chơi game được mượt nhá. Trừ tựa game nặng đồ họa như là Genshin Impact thì mọi game trong máy đều có thể chơi mượt mà với con chip này, chỉ là màn hình không có tần số quét là 120Hz nên là các game đồ họa cao chơi thì sẽ không thấy quá sướng như là trải nghiệm với tấm nền công nghệ ProMotion thôi. Mình để ý là chơi game khá lâu rồi máy mới bị nóng, khi mà ra ngoài chụp ảnh này hay là edit video thì cũng không gặp quá nhiều vấn đề về nhiệt độ như mấy em còn lại của dòng 12 này. Còn về pin thì mình hài lòng với dung lượng là 3.687 mAh vì máy có thể on screen liên tục với nhiều tác vụ trong khoảng 7 tiếng. Là một người không thích kè kè chiếc sạc dự phòng bên người thì thời lượng này là quá đủ với những nhu cầu sử dụng hàng ngày của mình, trừ hôm nào dùng siêu nhiều hơn là mức bình thường thì mới phải sạc 2 lần, còn lại thì mỗi ngày chỉ phải sạc 1 lần thôi. Chốt lại thì với hơn 12 củ, các bạn có thể mua một chiếc máy giá tầm trung ở một thương hiệu khác, nhưng mà iPhone 12 vẫn là một lựa chọn ổn định, an toàn và có giá trị sử dụng cao xứng với số tiền bạn bỏ ra, kể cả về độ bền bỉ. Vậy nên là đừng ngại đưa em nó vào trong list lựa chọn của mình trong ngân sách này nhé.